Good Yes. evening. Yes. How are you today? I'm fine. Okay. Do you feel happy? No. No, why? Because sắp thi. Sắp đi. Thế chưa gửi đề cho cô à? Cô chưa thấy ảnh đề. Cô Cô chỉ... để con lên. Ok. Rồi gửi ảnh cho cô. Lần sau thứ mấy tuần thi nhỉ? Thứ hai ạ. Ồ, đã thứ hai đầu tuần thi hả? Rồi, ok. Đây là không Cứ chụp đi. Chưa chụp được á? Vâng. À, gửi cho cô chưa? Tổng cộng có bao nhiêu tấm nào? How many pictures? True, à, five. Ok. Một Ô, thế từ nãy giờ mới được một tấm nãy mình chụp nhầm. à, con chụp nhầm rồi, ok. Ra đấy. Ok. Cái bút đỏ này con toàn lấy bút đỏ Cái bút đỏ là chữa rồi hả? Phải không? không là kiểu như là con làm một bút đỏ À, con làm một bút đỏ rồi. Nhưng mà nha, cô không nhìn thấy rõ rõ chữ Tùng. Tùng phải để ở mặt phẳng này, sau đó cái camera của cái điện thoại á, mình phải để song song này thì mới cô mới nhìn thấy chữ này. Cô không nhìn thấy chữ. Rồi, rồi, cô đã nhìn thấy từ câu 36 đến câu 44. Nào, tiếp nha, rồi. Máy điện thoại của cô hết pin nên là cô phải nhìn bằng laptop. Rồi, ok. Rồi, tạm thời là phần đọc và viết cô cũng nhìn thấy rõ rồi. Rồi, để bây giờ cô xem nhá. Nghe, chú xế. Rồi cái này là cái này Tùng có nhìn thấy rõ không? Con nhìn trong phiếu còn được. À, nhìn trong phiếu à? Rồi. Nào, thì bây giờ thì ảnh cô sẽ hình như là câu 18 là cô chưa nhìn rõ lắm. Rồi, câu 10. Thì bây giờ sẽ bắt đầu từ câu 18 hay bao nhiêu nhỉ? Những ảnh kia cô chưa nhìn rõ lắm.
À, câu 1 này. Câu 1 trước nhỉ? Từ câu 1. Câu 1 này. Phần phát âm cô chưa nhìn thấy rõ hết, nhưng mà cô cũng nhìn thấy rõ phần phát âm những câu đỏ là Tùng và Khoanh đúng đúng không? Những cái chữ bút đỏ đúng không nhỉ? Ừ, thế bây giờ nhá, Tùng đọc cho cô. Ừ? Sao vậy? Đâu? Ừ. Về. Giờ mình bây giờ cô sẽ chữa phần phần nào nhỉ? Tùng làm hết phần phát âm rồi này. Nào, bây giờ thử đọc cho cô từ câu âm. Bây giờ chỉ chữa phần phát âm trước thôi nào. Này, phần phát âm này chiếm bao nhiêu điểm nhỉ? Phát âm chiếm 10 điểm ạ. À, chiếm 10 điểm trong 100 điểm. Yes. Yes. Ok, nào, number one. Can you read for me? Là Now chiếm number one. 1% ấy không? À, ừ, chiếm là À, 1%. 10%. À, thế à, chiếm 1%. Rồi, thế cô chữa ngữ pháp trước nhá, xong mình chữa phát âm sau nhá. Nhá. Rồi, bây giờ cô chữa ngữ pháp nào. Nào, thì bây giờ vocabulary and grammar nào. Number one. Nào, number one. You chose A, in. À, A. In. Ừ. Now, can you translate? Yes. Ừ. What is there? What in there Ừ. in your neighborhood? Ok, thì chúng ta có từ neighborhood có nghĩa là hàng. Là lân cận gì ấy. À, neighborhood là hàng xóm đúng không? Đúng không? Vùng lân cận. À, vùng lân cận, đúng rồi. Thì vùng lân cận, thì bây giờ Tùng dịch cho cô, cùng Tùng chọn cho cô nào. Khi nào chúng ta sử dụng? Nào, thì bây giờ trong bốn đáp án thì loại cho cô đáp án nào trước nào. Nào, From với lại from. từ Từ gì nữa? from với lại từ on. À rồi, from với từ on. Thế còn từ at thì sao? Nào, thế khi nào chúng ta sử dụng at nào? Nào, ví dụ chúng ta nói là at home đúng không? À rồi, thì at home cũng là cộng với một gì? Một danh từ chỉ chỉ địa điểm. Thế bây giờ cô sử dụng at your neighborhood có được không? Thế bây giờ cô hỏi nhá, thế tại sao tôi lại sử dụng in? À, thế bây giờ cô hỏi nhá. Là chỉ đến cái địa điểm nhỏ và nó cụ thể. Còn in là chỉ cái địa điểm lớn hơn. Đúng không? Vậy thì vùng lân cận nó có phải là vùng lớn hơn không? À, rồi. Ok. Thế okay, quan trọng là gì? In. Ok. Rồi, thì câu số 2 nào. Câu 2 nào. Tùng đọc cho cô nào. The traffic lights Ừ. Gì đây? không biết đọc từ đấy. The restaurant. Có thế là cô cũng không nhìn rõ rõ được cái đề này nhá. There's Restaurant restaurant, restaurant. on your right. À, rồi rồi rồi. Chúng ta nó có là the restaurant. Tùng có nhìn thấy là cái chữ này nha. Cái chữ này Tùng có nhìn thấy đây là động từ to be này. Con nhìn thấy là is, được chưa? Is, the này, đúng không? Mạo từ the này. Red, restaurant, đúng không? Restaurant và động từ to be ở đây. Như vậy đây là một cái gì? Một gì? Một clause, một mệnh. Mệnh đề, đúng không? Được chưa? Nào, thế ở phía trước này nó có phải là một mệnh đề không?
Nó có động từ gì không? Có. Nào phía trước chúng ta có gì? Turn, turn left. Ờ đúng rồi. Có động từ không? Không. Không, đúng thế. Chỉ có câu đằng sau thôi, cái câu mà sau e này nó mới là một câu, câu nó có động từ đúng không? Thế thì cô nói là, bình thường cô nói là, hỏi là what is the date today? Tiếng Việt nói là what is the date Today today? is on Tuesday. Đúng rồi, thế trước trước Thursday là có on đúng không? On cộng với gì đấy? Cộng với thứ. Chuẩn chưa? Được chưa? Thế bây giờ này, chúng ta ở đây có on right. Ok, đúng chưa? Thế bây giờ Tùng Tùng nghỉ cho cô này. On right là chỉ vị trí này. Được chưa? Về đằng trước nào. Turn left. Nhìn vào trong bốn đáp án này thì Tùng loại cái nào trước? Loại cái nào trước? Ất Tại sao lại loại loại ất và tại sao lại loại in? bởi vì ất là kiểu nó trên đấy chứ không phải là À, ất là kiểu trên đấy. Rồi, ok. Thế còn in nào? In là ở in trong. À, trong đấy, đúng rồi, in trong là trong đấy. Đúng chưa? Nếu như chúng ta nói là cái gì ở trong nhà hàng thì được. Chứ nhà hàng ở trong bên phải thì có được không? Có được lúc không? Không. Ok rồi. Thì loại về trước. Rồi, loại đến cái gì tiếp? À, loại B rồi thì chúng ta loại cả gì nữa? Rồi, loại, loại gì nữa? À, loại D. Rồi, như cô đã nói có in đúng không? Rồi, vậy thì còn thằng A và thằng C. Nào, A và C. it come back in với lại restaurant on thì chắc À, à thế hả? Restaurant on thì lại không phải hả bác? nó không. Thế, ồ, nào thế, bây giờ nha. Bây giờ cô nói là cái gì nhỉ? Cái bút thì ở bên trái bạn thì con nói như là cái bút à ok chúng ta có nào có gì chúng ta có gì on Có ấp thế không? nào ở bên trái on on the left ở bên trái on the left ở bên trái on the right bên phải nào chúng ta cùng nhìn vậy bây giờ chỉ còn lựa một là in hai là ớt thôi. A, được chưa? A. A. Đúng rồi, A. Bảo là A. C. C nếu như chúng ta nói là nếu cô nói là at the end của cái gì đấy thì cô sẽ dùng còn nếu như mà con nói là turn left thì chúng ta sử dụng in. Nào, thế bây giờ cô có một câu ví dụ nhá. Bạn rẽ trái, xong đó bạn rẽ trái ở bạn rẽ trái ở cái đường nào đó và sau đó rẽ phải. Đó bây giờ nhá, rẽ trái ở đâu đó thì chúng ta có một địa điểm in.
at the traffic light. Nào, thế bây giờ cô hỏi Tùng nha. Hỏi Tùng nha, thế nếu mà cô không chọn in mà Tùng chọn ất thì ở đây sử dụng, tại sao lại sử dụng ất? Vì là ở đây đúng không? Ừ, ở đây. Đấy, thế bây giờ cô hỏi nhá. Giống như cái thằng là con nói cái câu đó là bạn cô nghe một cái ví dụ khác để tôi hiểu nhá. Con nói để ý đến từ traffic không? Traffic không? Đó. Thì chúng ta sẽ in thường thường đi với từ traffic nhiều hơn, nhưng mà tại vì chúng ta có từ like thì cô nghĩ là cái thằng ất này nó không thể nào cụ thể được ở đây, con hiểu không? Nếu như mà mặc dù chúng ta có dơ rồi nhưng mà thằng traffic này nó sẽ đi với in, và turn left thì đi với in, turn left in, được chưa nhỉ? Mình nhớ cho cô là nó có cái cụm đó. Ok. Yep. Nào. Ok. Câu số 3 nào. Số 3. Số 3 này à? Câu nó số không 3 có là chỗ điền ạ. Ồ, cô không nhờ, cô không thấy nó không có chỗ điền. Thế mà Tùng đã khoanh rồi đó. Rồi, nào thế còn, thế câu 3 nè. Chọn, cái gì đây nhỉ? Then go straight. The second turning on the right and then go straight. Rồi, đó, Tùng có nhìn thấy chữ on không? Khi chúng ta sử dụng on, được chưa? Khi mà chúng ta có sự vị trí, chúng ta hãy sử dụng từ từ là on nhé. Đó, yes. Tương tự như trên này. Đó, được chưa? Tiếp. Tiếp nào. Câu số 4 nào. Number 4. It's much better now, but he's still talking. Medication. Rồi, thế đây là câu gì? Đây là tính từ ở dạng gì nhỉ? So sánh hơn. So sánh hơn. Rồi, có phải hôm trước cô nói là bạn Tùng bây giờ thì lớn hơn, khỏe hơn bạn Tùng trước đây? Được chưa? Thì cái thằng này nó sẽ là so sánh hơn. Vậy better của chúng ta có nghĩa là gì nhỉ? Thằng so sánh hơn, tính từ so sánh hơn của thằng good, được chưa? Và chúng ta nhấn mạnh thì chúng ta sử dụng much. Như vậy thì đáp án là better. Yes, ok. Rồi. Nào, câu số 5 nào. Mà cô không nhìn thấy được câu số 5. Câu số 4 này. Đây là câu số 5 này, câu số 6 này. The air in many cities. Không biết đọc. And cities heavily. À, chỗ này là nó bị người ta viết, người ta chưa cách ra này. Cities. Và đây là trạng từ này, heavily. Được chưa? Is. Có động từ to be is. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ định là như là the air, không khí ở các thành phố ngày càng trở lên nghiêm trọng, được chưa? Rồi, cái gì đó với xe đi lại
thải khí, thải khói đấy. Cái fumes này chính là khói, giờ thải rất là nhiều khói. Thế nhưng mà cô không thấy đáp án. Đâu nhỉ? Đáp án của Tùng đâu rồi? Đây là từ câu số à câu cổ rồi đây. Tùng nhìn rõ không nhỉ? Có nhìn rõ không? Đây, từ trên đây. Tùng chọn là polluted. Có đáp án là polluted gì nữa? B là gì? B là crowd. Crowded. Crowded có nghĩa là đông này. C làm sao? Gì đây? Cô không nhìn thấy chữ rõ lắm. Wasted. C là Chemist. D là commit. D là content. Wanted hay là wasted? Wasted. Lãng phí đúng không? Tùng biết chữ lãng phí của cô không? Waste. Do you know it? Waste. Đây. Tùng biết chữ này không? Hello. Tùng biết chữ này không? Không quanh polluted. Polluted. Bởi vì làm sao? Bởi vì là ô nhiễm hả? Rồi. Nhìn lại câu nha. Chính xác. Đúng rồi. Ô nhiễm nặng đúng không? Rồi, polluted có nghĩa là ô nhiễm chưa? À rồi, ô nhiễm chính xác. Good job. Nào, câu tiếp theo nào. Câu số 6 number 6 nào. Read for me. Cô không nhìn thấy câu 6 rõ lắm. I am just going to the to buy some medicine. Hay để cô chụp lại cho cô nhé. Chụp lại cho cô từ câu 6 đến câu 10. Để song song như này, để song song á. Đây là đúng thế, chính xác. Chụp đúng tư thế ha. Nào. Ê cô, từ từ cô, con gửi nhầm. Chưa được hả? Con gửi nhầm. Rồi, good job. Yeah, I can see it. Okay. Now number 6. Now, continue with number 6. I'm just going to the blah blah to buy some medicines and bandages. Okay. Now number 6 now. Okay. Now, what is the meaning of cinema? That's your film, exactly. What about now? Can you pronounce B? Chemist. Answer. Chemist. Okay, chemist. What about C? Restaurant. Restaurant. Không phải restaurant mà restaurant. Restaurant là chúng ta đi ăn hay là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Câu D là sao? Grocery là hàng tạp hóa, của hàng tạp hóa. Đấy, mắm muối các thứ, mì mủ các thứ là chúng ta mua ở hết. Các đồ khô á, grocery, cửa hàng tạp hóa được chưa? Rồi, nào cái Tùng, chúng ta đi đến đâu để mua medicine? Where? Go to... Có đến nhà hàng ăn không? No. No, okay. Vậy chemist cô dạy là gì? Chemist. À thế hả? Nào, thế bây giờ cô hỏi nhá. Thế bây giờ cô, con không nhớ nghĩa của thằng này. Con đã biết nghĩa của cinema này. Biết nghĩa của thằng này là gì nhỉ? Thằng này là nhà ăn. Thế còn thằng D?
tiệm tạp hóa. Ờ nào, Tùng phát âm cho lại lại cho cô nào. Grocery. 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 Ok, đọc thơm một chút nào. Grocery. Grocery. Rồi, bây giờ ghi cho cô tiệm tạp hóa đấy nhá. Và chúng ta, Hồ Tùng đoán là nơi nào mà bán thuốc hả? Ngoài ngõ. Hả? In grocery. Hả? In grocery á? Chỗ nào bán thuốc? Đương nhiên là cửa hàng bán thuốc rồi. In chemist. Ừ, chemist, cửa hàng bán thuốc đấy. Nghe không? Mình ghi cho cô nhé, grocery là tà cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa này. Và đáp án là B. Chemist. Rồi. Rồi, ok. Number 7. Read and translate. My neighborhood is very convenient. B, because everything is near my house. Okay, what is the meaning of convenient? Convenient. Nghĩa là, rồi ok, ghi cho cô nhá, convenient có nghĩa là thuận tiện này, thuận tiện này, ghi nghĩa cho cô bên cạnh đây nhá, để mình nhớ này, thuận tiện này, rồi, giờ, Tùng ghi đã, Tùng ghi phải ghi nhanh nhá, thì cô mới chữa hết được càng nhiều câu càng tốt, được chưa, convenient này, chúng ta ghi bên cạnh là thuận tiện này, giờ, convenient, con ghi đi đã, thuận tiện á. Ok, nào B nào. Exercise. Exciting. Chúng ta biết là exciting là gì nhỉ? Sôi nổi. Interesting. Bằng với interesting là thú vị. Exciting. Thú vị. Thú vị. Hào hứng. Được chưa? Thú vị. Ok, bằng với fantastic mà chúng ta đã học đấy. Thú vị. Hào hứng. Rồi, rồi thú vị sau này. Nào, comfortable. Comfortable là nghĩa là, à, comfortable có nghĩa là mình cảm thấy rất là thoải mái. Thế cho comfortable, thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Đúng ghi nghĩa chưa? Rồi. Ừ, rồi ok. Thế còn D nào. Thằng in này ngược lại với thằng convenient. Inconvenient nghĩa là thuận tiện. À ha, là gì? Convenient là thuận lợi. À đúng rồi, bất tiện. À cho bất tiện. Bất tiện, đúng rồi, chính xác, bất tiện nhá. Vậy bất tiện này. Bất tiện này. Rồi, thế bây giờ chọn từ nào đây? Tùng chọn từ nào đây? A, B, C, D. Chọn gì? Chọn từ A. A. A nhá. Rồi. Ok. Rồi đọc lại cho cô là convenient. Convenient. Exciting. Exciting. Nào, con đọc nói. Rồi, exciting. Comfortable. 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 Okay. Inconvenient. Inconvenient. Okay. Number 8. Number 8.
cái này nó không có chỗ để điền thôi. À, nó không có chỗ để điền nào. Câu này nó khác câu vừa nãy, tí nữa cô sẽ xem lại câu vừa nãy. Chắc chắn câu vừa nãy có phải có cái phải làm. Câu 8 nhá. Nào bây giờ nó là một cái gì đây? Nhìn cho cô. Cuối câu nó là một cái gì, dấu hiệu gì đây? Của cái câu gì đây? Ở đây, cô khoanh tròn là cái gì đây? Dấu gì đây? Question. Question đó. Thế bây giờ trong 4 thằng này thì cái nào được dùng để hỏi? Cái nào được dùng để hỏi đây? A, B, C, D. Mình loại trước những cái thằng không được hỏi. Could you? Could you? Shall we thì bằng từ shall này chính bằng cái thằng will. Cô đã dạy rồi, shall chính bằng thằng will. Why don't thì why lại là từ để hỏi nha. Được chưa? Why là thằng để hỏi mà. Đúng rồi, let's, vậy A là bỏ đầu tiên. Tiếp nào. Ba thằng này mình phải dịch, được chưa? Nó bảo là, cô trả lời là good idea. Nghĩa là good idea. Không, nghĩa là show. Good thì nghĩa là gì Tùng nhỉ? Good có nghĩa là are you good today? How do you feel today? I am good. Now good thì nghĩa là gì? How are you today? Đúng. How are you today? I'm fine. I'm gì nữa? What else? I'm gì nữa? I'm good. I'm good thôi. Vậy I'm good thì good có nghĩa là tốt này, đúng không? Cái này là người ta không đánh cách ra. Đây là hai từ khác nhau nhá. Good idea là hai từ nhá. Chưa? Vậy idea có nghĩa là ý hay. Ý, hiểu chưa? Idea có nghĩa là ý. Ý tưởng á, được chưa? Vậy thì good idea có nghĩa là ý tưởng hay, ý tưởng tốt. Nha. Ví dụ cô, good idea, ý tưởng hay. Viết lại thằng từ tiếng Anh đúng rồi đấy Thùng nhá. Good. Viết cách nè. Ồ, cái bút của con, trời ơi, thế bút, bút sao lại con lại dùng lõi bút thế kia? Good idea là ý tưởng. Good idea cũng được á. Rồi sợ sao nhầm đấy. Ghi cho cô. Good idea. Phải nào dùng lõi bút nên viết chậm đúng không? Hả? Yes or no? Nào. Thế bây giờ nha. Bây giờ hỏi về ý tưởng tốt, người ta khen. Thế bây giờ chúng ta, câu này là một câu đề nghị. Ví dụ, cô dụ Tùng. Tùng ơi, ngày mai đi xem phim với cô đi. Tùng bảo là, ý tưởng hay. Được chưa? Ý tưởng tốt. Bởi vì là mình cũng muốn đi xem phim mà. Nhưng mà là, ý tưởng tốt đấy. Được chưa? Thì chúng ta nói là, good idea. Thế, bây giờ cô dụ Tùng là, Tùng ơi đi xem phim không? Thế thì Tùng sẽ trả hỏi cô với những câu hỏi nào. Nào, bây giờ Tùng dịch này. Đi đến viện bảo tàng tuần này. Bây giờ đi đến viện bảo tàng tuần này. Một là chúng ta sẽ dùng được why. Nào, có nhìn thấy go động từ của cô không? À, thế bây giờ cô hỏi nhé. Good có nghĩa là gì nhỉ? Là tốt. À, good có nghĩa là can bạn có muốn gì đấy à? À, can you help me? Can you help me? Can thì chính là could đấy. Could là quá khứ của can. Vậy can có nghĩa là gì? Là có thể ạ. Chính xác là có thể. Vậy cái này có dùng có thể ở đây không? No. No, rồi. Không dùng nhá. Tiếp. Sell thì bằng với gì? Là will. Sell dùng với bằng will đúng không? Rồi. Và nói đến một dự định.
This weekend. This weekend. Diễn ra chưa? À, diễn ra chưa? No. Chưa diễn ra. Vậy thì phải xem xét câu B và C cẩn thận nha. Nói về câu B nào. Why don't? Là chúng ta có why don't. Ở đây có chủ ngữ chưa? No. Đâu chủ ngữ của cô đâu? No, chưa có. À, thế thì Tùng sẽ chọn cái nào giữa B và C? C. Rồi, chính xác, C nha. C có chủ ngữ chưa? C. Rồi ạ. Ờ, chủ ngữ là? We. Rồi, và cô nói là sell bằng với will và bằng và để thể hiện là dự định nha. Ghi cho cô sell bằng với will. Được chưa? Will đấy, sao bằng will. Rồi, đáp án là C. Yeah. Rồi, sao bằng với will. Nào, ok. Hiểu câu 8 của cô chưa nhỉ? Đó. Hiểu câu 8 chưa nhỉ? Rồi. Rồi, thế bây giờ câu hỏi này. Đầu tiên, Tùng làm cái gì? Tùng phải xác định cho cô dạng câu. Ở đây có một dấu hỏi, được chưa? Chúng ta phải xác định dạng câu. Thứ hai là chúng ta phải xác định gì nhỉ? Thì gì? Thì gì? Ok, thì gì? Đấy, sau đấy là một câu thì chúng ta phải có chủ ngữ. Được chưa nhỉ? Rồi chưa? Đấy, nha. Nhớ cho cô nha, thì cô quay lại. Câu 9 nha. I'm living in a... Tùng biết đây là cái chữ gì? Living in cái gì đó. Chúng ta có động từ là gì đây? Is. Ừ, is, đúng rồi. Vậy living in cái gì? Theo con là cái gì? City. Rồi, chữ này người ta đánh máy lại sai rồi. Lại dính vào nhau rồi. Living in a city is cái gì đó. Thôi. City. Ừ. Biết nào. Có vẻ câu này là đúng rồi đấy. Một thành phố. Rồi, làm sao nữa? Mình có nhìn thấy chữ gì đây? Jam. Ừ, vậy thì là kiểu câu biết gì? Là so sánh hơn. So sánh hơn, vậy thì chỉ là more thôi đúng không? Tại sao lại không sử dụng much? Câu hỏi tại sao không dùng much? Vì match không phải là so sánh. Ừ. Mà dạng của chúng ta phải là more đúng không? Ờ đúng rồi. Xong thế nhá. Và con Vivian có mấy âm tiết? Con Vivian. Con Vivian mấy? Ba âm tiết. Rồi đó, dễ đơn giản. Khi nào sử dụng more? Khi mà từ tiếp theo trên một âm tiết. Rồi, trên một âm tiết. Hay nói cái khác là hai âm tiết trở lên. Xong, cô mời nào. Từ chú cô nào. It, there are supermarket in your neighborhood. Rồi, ok. Yep. Rồi, thế câu hỏi của cô này. Mấy cái neighborhood, à nên mấy cái supermarket đây. Mấy cái? Hai cái. Hai cái. Tận hai cái supermarket cơ à? Một cái, một cái. Ồ, một cái nhỉ? Chúng ta có ơ mà, đúng không? Tận ba cái. Tận ba. Ba cái cơ. Dịch cho cô câu hỏi. Ở vùng lân cận của bạn có phải là có ba cái siêu thị không? Chữ ba ở đâu? Ba là three đây. Oh, is there nào? Nhìn lại cho cô là is there. Is there a supermarket in your neighborhood? Nhưng có một cái. Ồ, cô bảo là có một cái mà. Vậy nhìn đây, nào đáp án nào. Bốn đáp án. Chủ ngữ đúng hết chưa? À, động từ đúng hết chưa? Rồi. Rồi, đây là câu hỏi gì? Câu hỏi is. Ừ, câu hỏi gì? Are you student? Câu hỏi Tùng, are you student? Yes.
Yes, đúng rồi. Thế bây giờ cô hỏi nhá. Nào, bây giờ cô biết câu này ta nhỉ? Nào, câu của cô là Are you student? Nào, Is he a student? Đúng rồi. Yes, rồi. Thế bây giờ hai thằng này có phải là trả lời là một là yes, hai là no không? Thì có phải là dạng yes, no question không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không Tùng? Đúng không? Yes. Ừ, thế thì bây giờ lại. Bây giờ con nhìn vào bốn câu này, con lại cho cô trước các câu nào nào. Lại trước nào. Nó phải bắt buộc là yes or no đúng không? Loại câu D. Ờ đúng rồi, mình loại D đầu tiên. Tiếp theo thì là nó thằng không có Z đâu thì đúng, chính xác không? Nó không có yes C. no. Tiếp theo C. Rồi, làm sao nữa? B với lại A thì B thì nó gọi là D ít, còn D nó gọi là near, à không. À, đúng rồi, khi chúng ta nói thế thì Tùng Tùng cuối cùng Tùng chọn cái nào? B. B à? Nào bây giờ con nhìn nhá. Rồi, B. yes. Yes thì nó đúng cái đầu câu này nhá. Thế còn về sau nào? Về sau đúng ngữ pháp chưa? Nhìn và dịch lại nào. Chúng ta có câu đấy là một là there are, hai là there is. Có là chúng ta có there is không? There is không? No. No. Thế mà câu B đúng á? Theo Tùng câu B đúng á? Câu B này, there này, it này, one này, not này, far from my hometown, far from my house, đúng không? Câu B đúng không? Đúng á. Nào, there chúng ta cộng với to be cơ mà Tùng. Thế câu hỏi câu B to be đâu? Động từ to be đâu? Không có. Không có. Vậy thì mình phải xem lại câu A rồi. Câu A nào? Câu A nào? Ừ. Câu A đúng. Như câu A đúng. Rồi, thì bây giờ nhá. Ờ, có to be rồi. Cái thằng này đúng chưa? Vế đằng trước đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Vế đằng sau có động từ to be chưa? Rồi. Vậy thì nó phải là câu A. Câu A nào. Câu hỏi là có một cái siêu thị ở khu lân cận nhà bạn hay không? Thì người ta sẽ trả lời, thì câu trả lời là no, không có, không có ở khu lân cận. Nhưng mà nó lại, mà cái siêu thị đấy lại gần nhà mình thì vẫn là chấp nhận được. Khu lân cận là chúng tôi có thể là khu lân cận là khu xa, vẫn là trong khu mình sống nhưng xa hơn mình. Nhưng cái siêu thị này người ta nói đến đó là gần nhà mình, bên cạnh nhà mình luôn. Đó, được chưa? Vậy đáp án là A nhá. Ok, A. Nào, tiếp câu 16, à câu 11 nào. Bây giờ câu nào Tùng khó nhất Tùng muốn hỏi cô nào. Rồi, câu 11 nào. The lab is further from the bus stop than the library. Rồi, chú ý ở đây mình có B và C. Nào, thì xem B và C xem có cái gì khác nhau không.
Thứ hai là so sánh gì đây? So sánh hơn. Rồi ok, câu này đúng. Rồi tiếp câu 12 nè. Giờ con chỉ đọc đáp án để cô xem đúng hay sai không? Có khó thì mới hỏi cô. Hay là đi. Đi. Nào, xác định đi. Tại sao lại là đi mà không phải ABC? Mình thấy cái gì ở đây mà có liên quan đến tương lai nhỉ Tùng nhỉ? Thấy tường. Apoli, Pagoda là cái gì? À, Pagoda có nghĩa là chùa. Pagoda có nghĩa là chùa. Vậy câu này làm sao đây? À, bạn sẽ đón tớ ở bạn sẽ đưa tớ tới bộ lý chùa bộ lý với bạn phải không? Là bây giờ là một câu hỏi gì đây? Yes no question, được chưa? Bạn sẽ cái gì đó nhưng mà chúng ta không có signal về thằng tương lai. Vậy thì take là động từ thường nên chúng ta sẽ chọn A. Đó. Ok, A, câu 12A. Tiếp nào, câu 13 nào. Rồi, đây là một câu cảm thán. Có thằng cảm thán rồi. Một là chúng ta sẽ sử dụng how, hai là chúng ta sẽ sử dụng A. How adorable you are. How, đáp án chính xác, how. How, rồi. Bây giờ còn băn khoăn câu 13 tại sao gọi là how không? Tại sao lại là không phải là what? Không biết sao? Bởi vì what thì what thì sao? À what thì phải nó phải đi theo cookie à? À what thì phải đi theo cookie hả? What phải đi với ơ hoặc là ân nếu cần thiết. Và sau đó chúng ta sẽ cộng với tính từ. Được chưa? Nhưng mà với how thì chúng ta sẽ không phải như thế. Được chưa? Với how thì chúng ta sẽ có động từ to be ở cuối câu như thế này để nhấn mạnh cái biểu đạt của người ta. Vậy thì ở đây nó có is rồi. Vậy chúng ta có là how nice the weather is. Rồi câu B chính xác. Nhá. Yeah. What đơn giản là nhớ cho cô. What tính từ. Được chưa? What cộng với ơn tính từ. À cô xin lỗi, trước thằng tính từ này là phải một danh từ rồi với mới tính từ nhá. Đó sao nhỉ? Ơn. Yes. Ừ rồi, tiếp theo này xong nhá. Nốt là câu 14 cho cô nè. This book. À chính xác là doesn't, bởi vì this là số. It or doesn't belong, chúng ta dùng từ to. His à his ở đây là tính từ gì đây? Cô đã dạy. Object. Anh nhầm, tính từ sở hữu. Rồi tính từ sở hữu vậy D nha. Thế tại sao không phải là A? Because the rồi bởi vì nó không phải nó bởi vì nó không phải bởi vì nó đã có tu. Ừ đúng rồi, bởi vì động từ của chúng ta là belong đúng không, bởi vì chúng ta đây là belong thì đi với tu, nó không thể hiện cái nghĩa là bị động, được chưa, nên chúng ta phải sử dụng trợ động từ. Đó được chưa. Rồi, thời D nhá, chính xác rồi đấy. Rồi, câu số nào con nhìn lại xem còn câu số nào khó nhất. Để cô sửa nè. Con nghĩ là câu từ nãy giờ ha. Hai cô cháu mình học á. Câu nào con nhỉ? Câu là câu 8. Câu 8, rồi mình trở lại câu 8 nhé. Câu 8 rồi rồi. À không phải. Câu 8 giải thích rồi.
À câu 10, câu 10, câu 10. Câu 10 mà vừa nãy làm ấy cô. Câu 10 vừa nãy làm. À rồi, con vẫn chưa hiểu đúng không? Bây giờ cô sẽ cho Tùng nhớ nhá. Nào, bây giờ Tùng sẽ xét cho cô các khía cạnh nào. Một về ngữ pháp này. Thứ nhất là cô bảo là C và D chúng ta loại nhá. Hai thằng này loại luôn nhá, vì không đúng công thức. Được chưa? Yeah. Rồi, câu đây là một câu hỏi. Được chưa? Nên phải một là yes, hai là no. Ok. Yeah. Thế bây giờ nhá. There is a supermarket in my neighborhood. Is there a supermarket in your neighborhood? À rồi. Bình thường khi chúng ta nói thì chúng ta có thể trả lời C, nhưng mà đây là trong lý thuyết thì chúng ta sẽ lên sử dụng yes hoặc no. Câu B chắc chắn sai. Một là con xem lại câu C, hai là câu A. Nào, A dịch lại nghĩa này, không, không có. Chợ thì gần nhà của tôi. Câu D không liên quan, bởi vì D là đối diện, đối diện công viên. Vậy thì D cũng sai này. Rồi, có một cái chợ là gần ở nhà khu lân cận của bạn hay không? Rồi, C thì chúng ta lại có nghĩa hợp lý ha. C á. Rồi, C nhé Tùng nhé. C. Không, C. À, kiểu cái này là câu trả lời à, câu trả lời thì đúng là như cô bảo là đúng là cô trả lời bảo là A. Nhưng mà vì đằng sau ấy thì chúng ta có một cái đấy là có, nhưng mà ở đây người ta lại trả lời là no. Cô xin lỗi, vừa đấy cô vội quá. No. Mà tức là hai vế này nó không thống nhất với nhau. Nào, con nhìn lại nào. Câu trả lời là no, nhưng mà người ta lại bảo là có một cái siêu thị ở gần nhà tôi. Dạ, yeah. Được chưa? Có một cái siêu thị ở gần nhà tôi thì nó lại không đúng. Vậy chỉ có C thôi. C thôi. Về cấu trúc ngữ pháp đều đúng hết cả. Nếu mà con đi thi nhá, nếu mà con đi thi thì con cứ chọn C cho cô nhá. À, đúng là trong đấy thì có những câu nó phân vân, bởi vì A và C cô đều thấy được. A và C cô đều thấy được. Nhưng mà cô sẽ chọn C bởi vì A ngữ pháp hơi sai sai. A ngữ nghĩa nó không được đúng lắm, chỉ có C đúng thôi. Trước cô cũng chữa cho đề cho các bạn thấy là có những câu rất buồn cười, nhưng mà chúng ta vẫn phải nhớ những đáp án cần nhớ. Vậy C nhá. Rồi, nào, thêm một câu nữa thắc mắc nào. Hết rồi cô. Hết rồi đúng không? Trong cái phần mà trong câu này cô thấy còn nhiều câu chưa xong, nhưng mà hầu như những cái câu khanh cần thiết thì cần làm thì chữa rồi. Cô lướt qua xem này. Mai thì mẹ. Mai có thi này á? Đâu, thứ hai. À thứ hai rồi. Thứ hai thi cái này ha. Thứ bảy con học thêm ở trường. Rồi, thứ bảy con học thêm ở trường để ôn về cái này á? Vâng. Ok. Rồi. Thế thứ hai thì ôn xong rồi đến thứ ba ha. Thứ ba có gì có đề thì gửi cho cô nhé, rồi cô chữa luôn cho. Nhá. Tối thứ ba tuần tới. Ok. Ok. Yes. Rồi. Còn câu hỏi gì cho cô hôm nay không? No. No. Rồi, thì hôm sau đi làm bài tập thì nhớ đọc kỹ câu hỏi. Cái câu mà về in on này á, in on này thì con cứ nhìn thấy on thì con nhìn thấy cái vị trí của mình, right hoặc left nhá. Right hoặc left thì là on, được chưa?
còn in, con sẽ phải xác định cái địa điểm đấy lớn hay nhỏ, xác định hay chưa xác định. Nhá. Ok. Yes. Ok, good luck to you. Good luck and good night and see you next week. Bye bye. Để con phải thi ôn Con ôn ôn văn à? ngày mai thi Thi gì? Ngày mai thi gì? ngữ Ngữ văn rồi, thế cố gắng học luôn nha. ừ. Ok, bye bye. Good luck.